Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này có tên là Anomia Game. Nói về một cái đặc vụ chuyên đi giải quyết những vấn đề mà liên quan đến những thế lực siêu nhiên gì đó trên thế giới. Đây, tôi sẽ mở cái trang template nó ra trong lúc chờ tải game đó. Mình vừa tải xong luôn rồi. Game này thì lúc trước trong cái đợt game tháng 1 mà gây đáng chú ý á, tôi đã nhắc về nó một lần rồi. Game chỉ mới ra mắt vào 1-2 ngày thôi nha. Thì khoảng 3 ngày trước là ngày 24 bên họ là 25 Việt Nam mình đó, là cách đây cũng 3-4 ngày rồi. Tuy chỉ mới ra mắt là chưa được nửa tuần đó, nhưng mà đã đạt được là 3.500 được đánh giá cực kỳ tích cực luôn nha. Con số 97% này phải nói là cực kỳ cao luôn. Nên đây là một con game rất đáng chơi, giá game cũng rất là phải chăng. 136.000 hiện đang giảm giá là 20%. Giảm giá này thì kéo dài đến mà tháng sau lẫn tới ngày 1 luôn. Nên em còn cả tuần nữa đó. Coi thử cái trailer rồi chúng ta vô game. Đây là đặc chủ của chúng ta, chuyên đi giải quyết những cái vấn đề liên quan đến những cái thế lực siêu nhiên nào đó trên thế giới. Trước khi mà để nó lan rộng ra thì đương nhiên là phải giải quyết nó ngay từ nhân chứng rồi. Game này thì nó tương tác với môi trường rất là tốt luôn. Cơ bản vẫn là con game 2D pixel thôi, nhưng mà nó rất là máu me bạo lực rồi. Nãy giờ nhìn cơ chế chiến đấu nó thì linh hoạt phết nha. FPS họ cũng làm khá là tốt nữa. Nhưng mà hy vọng game đừng có quá khó. Hồi nãy là có một cái đoạn đối thoại khi mình là cứu đứa bé hoặc là mình tự cứu lấy bản thân. Game thì đã ra mắt phiên bản là trên rất là nhiều phiên bản nha. Tôi nhớ game này hình như có nền tảng trên Xbox rồi cả mà PlayStation rồi cái thứ luôn. Thì cũng chưa biết là họ có phân phối hết mấy nền tảng đâu. Game này chắc ít chữ thôi, nên mù mù tiếng Anh như tôi thì có thể vẫn chơi được. Rồi, bây giờ chúng ta vô game thử. Coi cái FPS đang giới hạn bao nhiêu. Game được tạo bởi Unity. Không phải này. Bạn có thể thay đổi độ khó bất cứ lúc nào. Quân địch nó sắp đến mình thì sẽ cảnh hiện lên cái thông báo đó. Đây là cái đoạn tiền truyện khi mình gần một cái thế lực gì đó. Bạn đã đến được mục tiêu chưa? Game này chơi bằng phím hay tay cầm ta? Để tôi thử trước mà cái tay cầm đi. Còn thôi, tôi đã ở đây rồi. Nhanh lên đi, đừng có nhây nhây đó. Ok. Cái này là gung thì chắc là không có gung đâu. Màn hình nhấp nháy với màn hình chớp tắt thì chắc cũng không, tại vì nhiều anh em mà nhiều anh em dị ứng với cái đó đó nên tôi thường là không có bật. Keyboard hay là phím chuột ta? Thôi chơi thử tay cầm tí đi, rồi có gì không được mình chơi qua phím chuột sau. Ít là chỗ nhảy nó, nút nhảy nè. Vô đây thì cái audio nó nhỏ, nó dụ mình setting cao lên. Thiệt game. Game cho nè. Ở phía trước thì có một cái hiện tượng siêu nhiên nó gây ra cái pin trọng lực bất thường này. Mình cho nó cút luôn, chửi nó. Rồi, thằng này chỉ là một cái con clone đơn giản thôi. Chơi luôn. Né bằng nút GB quá. Rồi ok, tôi thuận mà cái bên trái hơn. Cái gì? Nó chui ra từ cái khoảng không hả? Tập hợp. Nhập sát lại với nhau hả? Rồi nó clone thành một cái đặc vụ như mình luôn. Và mấy thanh niên này nhìn cái tóc tai nó giống à, giống trong mấy cái chuyện manga Nhật Bản á. Chuyên gia để cái đầu mà có cái mái tóc dài dài gì á. Không có né đòn hay không có parry hết ta, chỉ có né đòn thôi. B hình như là cô đã teleport tôi sai với cái vị trí này rồi. Có cái gì đó khác thường đây thôi.
cái hiện tượng này nó khiến những cái gỗng dịch chuyển cho nên rất là bất thường. Đi đến cuối cái khúc cua này đó. Đây đây. Xin lỗi. Trang phục của bạn không hợp với nơi này. Tôi là đặc chủ đấy. Không thái độ, không phản ứng gì hả? Đường này là nó dẫn đến buổi triển lãm gì đó. Ơi, đánh bể cái tổ kiến luôn rồi. Tôi chuyển qua chơi phím chuột rồi, cho nó quen. Già cả rồi chơi tay cầm nó không quen cho mấy. Đập luôn à, đập cái tượng được không? Không. Cái vệt xanh trên tường này là một tác phẩm nghệ thuật à. Đúng rồi đó, nó là tác phẩm nghệ thuật đó anh. Cái quái gì đây? Cái sự kiện trọng lực bất thường này nó sẽ khiến cho mà cái trọng lực thì nó thay đổi vị trí rất nhiều. Bạn có thể cảm thấy chóng mặt như cái điều đó. Thôi sao cũng được, chả quan tâm. Nhảy bằng nút cách. Nè. Double zoom bằng hai lần nút nhảy. Ok. Cái gì đây? Đẩy nó rớt xuống, mình không cần phải đánh nó đâu. Mình đang mà tấn công một cái quân địch bằng cái lợi dụng cái môi trường á. Nó hiện lên là Anomaly Kill gì đó. Sao tôi đang rớt ra ngoài rồi? Để tôi đón lại đổ thừa tiếp tục cho cái trọng lực nó như vậy. Đừng có tỏ ra thông minh như vậy. Đi lên cái cổng dịch chuyển kế tiếp đi. Cái gì? Ship à? Ô. Dạng như mình zoom qua một cái photo vậy á. Chỉ cần lại gần nó là nhấn nút ship thôi. Nhấn nút nhảy với nút ship cùng một lúc để mình phi qua cái cổng, bắt đầu lên những cái cơ chế di chuyển khá ở mà đó. Tao là thợ săn, mày là con mồi. Một cái thằng thợ săn cực kỳ rảnh rỗi, rất là ưu tú, có thể sử dụng cái danh thiếp của mình bằng nút Q để mà sẽ tôn địch. Mày hả mày? Tôn này á. Đơn giản vậy à? Đúng là chơi mức khó đó các. Mình mới uống cái gì? Combo bằng cách nhấn đánh cái lần cái, đánh cái lần cái, đánh cái. Ok. Lăn ngay đầu con mồi cũng vậy. Uống máu luôn, chưa vui nó vậy. Tiếng game tôi thấy vẫn còn hơi lớn á. Nút E qua đây. Nghe tiếng nhạc rất là đặc thù nha. Đó, bây giờ gặp mấy cái tường điện luôn. Né mà không khéo một tí là con người. Cái gì mà vô bằng setting, tìm cái là user tích cây setting. Sao tự nhiên hôm nay nó bật lên nữa, ông Windows ông update làm sao á? Thôi rồi thiệt tình nhá. Quy á, quy để tương tác. Không nói sớm, đợi hồi đó bài đó. Sắp hồi rồi.
cái skill này hồi khoảng 10 giây nha. Mình có đầu tương tác với môi trường rồi đó. Trời ơi, tử mất máu. Thiệt chứ không, đến đâu nó rớt xuống nó ra cục máu như nãy. À, mình qua cái khung mới là nó hồi máu rồi cho mình cũng đỡ nha. Đừng đi đi với cái chỗ đó. Mình chơi game mà nó kêu mình đừng có đi. Cái quái gì thế nào? Quả cầu mà bắt mấy con mà fan nè. Bắt con Pokemon nè. Đi đi. Chú quả cầu này nó đánh trúng quân của nó luôn nha. Nên mình cứ dụ mấy con địch vô là cho quả cầu đánh luôn đó. Đi ra. Giật hai thằng nè. Đi có máu rồi, có máu rồi, đỡ quá. Cái gì? Nó dẫn cái mặt nạ nó kìa. Xong. Đơn giản. Ủa nó còn máu mà. Trời ơi. Phải hay nó à. Nhảy lên đánh nó thôi, quan tâm gì mấy thằng dưới. Ý, điển điển điển. Trời ơi, khó vậy. Máu, máu, máu anh ơi. Rồi, nó tán cái chuyển sinh luôn rồi. À không, nó dẫn từ phase 2 cũng đỡ nha. Chứ bắt tôi đánh là từ phase 1 ăn hành luôn. Ờ, chơi bẩn gì đó thì sao? Ây da, ây da. Nào. Đó, game là thấy người chơi sắp ăn hành là phải ra máu chứ. Rồi. Game hơi bị khó nha, nãy giờ ăn hành hơi nhiều đó. Sao cái này nó hướng lúc nào qua phải lúc qua trái đâu. Điện chưa? Hết điện rồi thì đánh. Cay, cay vãi à. Con chuột lâu lâu nó bị rớt khỏi màn hình á.
nên mình giảm độ khó thôi. Full game rồi mà ta. Nè lâu lâu ghê, con chuột nó vẫn bị lệch ra ngoài màn hình nè. Mày á, mày á, mày á. Trời, tự nhiên nó giật điện, kiểu bẩn. Đó, qua phải ba. Tại vì máu nó vẫn còn, nên như hồi nãy là hơi bị chua đó. Cái này đang ở đâu đây? Lật xuống rồi hả? Ủa, nó không có lặn đỏ đỏ nữa ta. Ê! Bắt con để bàn ở đâu vậy anh? Đang căng thẳng. Nổ đi cậu. Ê! Nổ 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 đó, cái phay ba này thấy đánh dễ nhất. Trời, cho máu nó chứ ai cần được cái thành tựu luôn. Cái này là cái gì? Tốc độ sẽ tuôn đồ đánh cận chiến, bây giờ sẽ tăng cái tốc độ hơn, quân địch thì bị tuôn lâu hơn. Ok, một cái năng lực bất thường gọi là liên quan đến trọng lực, vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Nhìn mấy con này giống mà mấy con quái trong Ganty á. Không, tôi đã chế rồi. Này lai đây, mày lai. Mày không biết mày đã làm gì đâu. Tao đã thử rất là nhiều thứ rồi. Mày lai. Đặc vụ xuyên thời gian á. Cái con này bắt đầu có cốt truyện đó, anh đang nhìn tấm hình ảnh trên kìa. Bui mi again. Trời ơi, xong cái nhiệm vụ rồi. Không nên phàn nàn, cứ chọn cái trên đi. Người ta làm việc công việc của người ta mà. Thấy hôm nay như thế nào? Rồi, ok. Mình bắt đầu ghét cái photo rồi đó. Nhưng mà đi được dịch chuyển tới lui đầu cũng thú vị phết đó chứ. Đây là cái bay của mình đó hả? Chúc mừng. Subscribe bất ngờ chưa? Đây là món quà đặc biệt dành cho bạn, một cái túi xách, để sử dụng nó thì nhấn nút W. Tôi sẽ sử dụng cái túi xách để làm cái gì? Nó sẽ cho mình lớp giáp hả? Giờ test với Clone. Phagi, à đúng rồi, cái này để Phagi. Có thì đương nhiên là không có tác dụng với những ai ở đằng sau rồi. Bây giờ mở nó ra. Mở hộp quà ra. Cái gì đây? Bạn làm cái quái gì vậy? Cái đâu bức tượng của mình, sao mình lại đập nó? Thôi, tôi mừng vì nó đã phá vỡ. Mấy thanh niên để quà mà để dưới đất thì trong hộp nữa. Con Gobo là cái gì? Nó có cái lỗ nữa kìa. Cậu nghe thấy nào món quà? Nó thì rất là mắc đó. Mình phải làm gì cái con su này? Khen nó một cái đi. Cái món quà chân thực là không phải nằm ở cái số tiền của nó. Rồi, ok.
Cho tôi tiền đi, tiền đi. Con Gobo này nó ổn không? Gobo mà tối ngày tiền 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 thì giống như thằng chủ nó thôi. Tương tác cho nó ơi. À nó bán cái đồ mà nâng cấp cho mình. Còn cái này cái nội tại hả? Đồ đánh. Ủa? Mua làm sao? Cái này hình như là cái kho đồ của mình có sẵn. Đây là cái combo hả? Mua được combo luôn đó. Một cái khuôn mặt vui và một cái khuôn mặt buồn, hai cái trạng thái cảm xúc cho mình. Mình sẽ bán cái cảm xúc tiêu cực của mình lấy 300 tiền. Cái này cảm xúc vui vẻ. Để lấy thêm một cái cục máu. Bây giờ phải ba cái cảm xúc tiêu cực mới được 300 tiền, còn đồ trên đây nó bán mắc quá tới 600 lần. Tăng thêm đam cho cái đòn cần, tăng thêm đam cho cái đòn mà mình phải ghi rồi. Thậm chí mình có thể đỡ đạn luôn. Tiếp. Rồi cái này có 20 đồng hả? Giảm cái thời gian hồi chiêu của mà cái phi bài của mình. Mấy cái này cũng mắc nữa. Bắn một viên đạn độc dược vào quân địch đó. 10% cơ hội chí mạng cho cái vũ khí của mình. Cái này có vẻ khá là ngon đó. Nhưng mà chưa biết mình có farm, có thể farm cái vũ khí này bộ đồng. Hoặc là cái lượng sát thương này nó gây ra các bạn cái viên đạn độc không. Tăng thêm cái băng đạn. Tăng thêm băng đạn thấy ổn áp hơn. Tăng thêm cái đam. Tăng thêm cơ hội chí mạng á. Tại vì chí mạng vẫn chưa biết nó gây ra bao nhiêu đam. Rồi, mỗi lần xong nhiệm vụ mình nó hiếp đáp. Sao em này bự như nào? Sếp hả? Ôi vãi sếp. Sếp cao gấp 3 lần em luôn á. Em đứng còn chưa tới háng sếp nữa. Ok. Mới hết tóc à? Không có đâu, tóc nó dài lắm. Chiều cao của tao gấp đôi của bạn á. Rồi 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 rồi. Sogi sếp. Tôi đến đây không phải làm vụ đâu. Mình đánh vô cái trạng thái tiêu cực đi. Rồi. Thử kiếm cái mấy cái tích cực coi thử sao. Mission card có nhiệm vụ gì? Đưa nhiệm vụ mới nữa hả? Ông sếp này ông cọc quá nha. Không thể tin được mày có thể ngu đến như vậy. Trong tay mày đang giữ cái cạc có nhiệm vụ đó. Còn gì đây? Một con vuông, một con tròn hả? Là đặc vụ 70. Đang xử lý cái vấn đề cạc nhiệm vụ của mình. Đây là kết quả đây. Thành công. Cảm ơn AI. Để nhận lệnh. Rồi bấm vô đâu. Con này thì vẫn chỉ bán đồ thôi. Mình có thêm một cái tiêu cực thì vẫn chưa làm được gì. Có anh đây sếp ơi. Rồi sẵn sàng. Bắt đầu làm việc. Tê đai là cái mặc dù của mình. Cái mã điện vụ của mình. Cái này để gì? Sao mày rời khỏi cái nhánh đó? Ngồi nói chuyện nhảm với ông này. Rồi. Chưa kịp làm cái gì cái thằng trọng lực đó thì nó đã biết mất rồi. Đưa nó câu trả lời thôi. Nhưng mà tôi vẫn biết là anh chả có cái câu trả lời nào đâu. Ý tôi muốn nhắc lại nó là một cái đặc vụ siêu nhiên. Người trả cho những cái công việc anh làm. Ai? E77 hả? Còn hỏi kế tiếp. Cái méo gì đó. Đang nói nhảm à. Đã đến lúc là cho cái nhiệm vụ kế tiếp rồi. Cái nhiệm vụ này có cấp bậc là cực kỳ cao luôn. Nghe lời Robo đi. Stop, nghe lời Robo đi. Hôm nay là ngày cuối cùng mình làm đây mà. 1, 2, 3, 4. 4 cái thằng mà thế lực siêu nhiên đang là đã được nhận diện rồi. Hồi nãy là mình gặp hình như là cái em đen đen đầu tiên đúng không? Đang là xác định vị trí của họ. Rồi. Lấy cái mà nhiệm vụ của cái cạc từ con Robo và đi đến cái cổng dịch chuyển thôi. Đây. Mình là đặc vụ thứ 70 á. Tính đâu là 47 rồi chứ.
Ông sếp này ông cọc dữ thiệt á. Tụi bay mong bây giờ nói chuyện như này được không? Xin nó thêm cái cảm xúc tiêu cực nữa. Bạn ấy nói là hàng cho mình cái cảm xúc tiêu cực đầu tiên, đổi được 300 tiền. Đâu, ra ngoài này cái mà bách gao nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Có bốn cái nguồn tín hiệu về những cái thế lực siêu nhiên đó. Một cái em tóc hồng á, tóc vàng á, đi đến cái ga tàu thôi. Cái này là Kenter Toa. Cái này cái biển nó ghi cái chữ gì vậy ta? Chữ này của nước nào? Nhà hàng cà phê, cửa hàng ghi âm. Thời này là còn băng đĩa nữa nha. Nhưng mà có cả xe bay luôn. Anh em nhìn ở dưới có cái xe bay rồi, nhưng mà vẫn còn tồn tại cửa hàng băng đĩa. Cái thế giới nhỏ ma quá vậy. Bảy là lưu vành chớp chớp, giao chặt thịt ta. Ta thu vô đây xăm hình. Happy chi đi. Vô đây để ăn mấy trái ớt cay cay à. Mang ghi khần ba kẹt. Ủa cái này cái Ginter to đầu tiên mà. Bây giờ xuống ra tàu điện ngầm đó. Mua cái vé. Tôi là vụ ti đai. Hồi nãy là ông sếp không phân cho mình đó. Đủ tiền không? Phía trước thì có cái gì đó. Đặc vụ gì mà đi đến đâu cũng nói chuyện đặc vụ gì. Thằng đặc vụ mà bệnh quản à, thứ 60 à. Xích gì? Xích kỳ hay là xích ti? Xúc, trời ơi, thằng đặc vụ khốn nạn thì. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nơi này rất nguy hiểm đấy đứa bé à. Không thể tìm mẹ, rồi đó mất cái lạc đến nơi nào rồi. Mẹ ơi, tôi muốn mẹ. Thử hỏi ai đó làm việc ở đây. Đây là lần cuối là thấy mẹ ở khi nào? Đi vô hai máy, mẹ tôi ở dưới, không thể nhấn được cái nút đó. Rồi đây, vô chú nhấn cho. Cháu đừng có thu chú nha. Cái gì đây? Thằng Gunner Clone. Lỡ phi bài nó ai? Phi cái nữa, khỏi đỡ đạn. À nó không chết. Không có lấy được cái súng nào. Cái gì hai bên bắn luôn à? Ấy giờ này còn bút bót nữa, nó tắt đâu rồi ông ơi. Dịch chuyển nhầm cái thang máy bạn ơi, gần quá rồi thì bye bye bạn luôn. No bullet đưa một lúc rồi. Cái súng mình có cần đạn đó. Mình chở đứa nhỏ đi mà nó còn bem như thế này. Mấy này mẹ ở đâu? Đừng có theo ta nữa. Tìm mẹ đi. Để thay. Chú sẽ đi tìm mẹ cháu và mang cô ấy trở lại. Ok. Cũng con này nó lì. Nó bắn được đứa bé không ta? Để thử ai. Không, đứa bé mình là bất tử. Rồi có mất máu đâu mà để ăn máu anh. Cái súng mình chỉ có 3 viên thôi. Ủa đứa bé đâu tiêu vậy? Rồi con nhỏ này nó qua nhanh quá vậy. Làm thế nào mà đi xuyên ra được cánh cửa? Mình nên hỏi nó không ta? Hỏi đi, hỏi đi cho biết. Tôi chuyển cái này thành cái cửa sổ thôi nha. Anh em đợi tí xíu. Để thông báo nó chạy nhảy linh tinh quá. Game. Mình sẽ chọn cái này là Anomai Again. Ok, mừng chưa? Tối ngày mẹ 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 mẹ. Con này chắc cũng là một cái đặc vụ siêu nhiên như mình đó.
Câu hỏi nhanh là 4 lần 6 là cái gì? Câu trả lời là 4 lần 6. 4 nhân 6 là nhiêu hả? Không có rảnh để mà chon chon cái đó. No way. GPT nghệ thuật là phải gì chứ? Anh em thấy chưa? Lên để pha ghi của mình lấy con lỗi này, có cái quái gì đó nó cao quá, tôi sợ lắm, em sợ lắm, không phải lên được. Giờ mình làm cái gì con bé này bây giờ? Chị đứng đó đừng đi nghe cháu. Cái này để gì đây? Tiền tiền tiền. Nếu bạn là một con chó có thể nói, hãy đăng ký vào ngày hôm nay. Giữ nút đúp và nút nhảy. Mình có học được cái cách sử dụng mà cái siêu năng lực GPT này nè. Giữ nút đúp và nút cắt. À, cái gương này xuống. Trời ơi, giờ nó mới chỉ tương tác với môi trường. Mình có thể chuyển qua lại hai cái nội tại hả? Là làm sao? Cái này chỉ để xem thôi á. Cái này chỉ để xem thôi chứ mình không có lựa chọn nha. Message Immunion game. Cứ của tôi trên cái ánh đèn màu xanh. Ủa cái hình này hình nãy mà. Cái góc chuông thì bao nhiêu độ? Có thằng nào đó đã truy cập vào cái hệ thống radio của chúng ta rồi, đặc vụ 77 rồi, 70 rồi. Cô ấy thì xuất hiện rất là nhanh hơn tôi dự tính đó. Bảo sếp ơi, có thằng nào đó hát vô cái máy radio của chúng ta. Sếp ơi, mày ngu lắm. Tao sẽ gặp mày sớm thôi. Thằng này chắc là thằng đặc vụ đầu tiên mà mình có cái bông gì ở giữa rồi. Ủa, tôi giữ không? À, cái này mình để mình đá vô. Thiệt. Bể đầu nè, chưa chết nữa. Hồi máu lần 50% luôn. Ủa, đúp lên giữ nút cắt là khi nào ta? À, nó là cái ống bên trái. Rồi, bạn bắn đồng minh mình đó. Tỉnh chưa? Đây à, lấy cây súng. À, nó cộng dồn đạn lại nha. Đây à, mong hết họ chúng ta. Bóp, ốp. Nó bú mà chưa o của tôi rồi. Cái gì đây? Sao đứa này nó qua đây nữa? Thế cái quái nào mà ngươi có thể qua đây được? 21 sẹt, 73 sẹt, 139 bằng chấm hỏi. 21 trừ cái quái gì, chưa nghe được. Đều bày toán nhìn cho thiên tài rồi thôi, nhanh lên. Ây da.
Có trẻ em ở đây mà mày chơi súng hả? Ấy. Rồi, tiếp tục đợi đây đây. Trả cái súng cho chú. Trời, cái súng. Có máu ở trên với mà một cái gì đó ở đây, chắc là tiền nó thôi. Máu tối đa của mình bây giờ đã tăng thêm, mình có thể lượm thêm nhiều thứ để tăng cái máu tối đa của mình. Máu cơ bản em còn chả có nữa nè. Cái gì đấy, cái hình gì mà hai con tinh tinh cái gì đó. Rồi lại nhập thể hả? Thôi chết tôi rồi em ơi. Thôi chết tôi rồi, sếp ơi cứu em. Bấm lộn nút. Bể đầu nè. Rồi tưởng cái gì, hóa ra là vẫn là mấy thằng cốc cơm thôi. Gạo gú cái gì đó bạn ơi. Như mỗi cái phim hành động trong Hollywood thì chúng ta luôn có cái cảnh mà chạy nhảy trên xe như thế này. Đơn giản vậy thôi đó hả? Trời ơi, tưởng cái gì. Đánh nhau thì khó vãi đái ra. Còn cái mua mành thì cực kỳ đơn giản. 890 tiền, thiếu 10 đồng nữa. Cái này ngoài mua máu ra cái này là sao ta? Tăng thêm được cái cục máu tối đa nữa. Mua tiếp mà ở đâu có con Gobo trên này vậy? 1/2 là đằng sau. Nãy giờ tôi pha ghi đạn rất nhiều nha. Bây giờ muốn pha ghi mấy cái đòn đánh tay này. Mình có thể nâng hết cái cây này hoặc là nhảy cốc qua luôn. Cái dưới này thì nãy giờ không rồi, cái này cũng không nữa, nên chắc nâng thì tí nữa sẽ nâng cái đầu. Cái con nhóc này thấy nó nguy hiểm như thiệt á. Nhận ra đứa trẻ này không? Cảm ơn. Họ ở phía trước nói chuyện kiểu gì mà ảo ma quá vậy? Giúp tôi, chuyện gì xảy ra đó? Có những người mặc cái bộ vest ở phía trước này. Bộ vest là trông rất là đáng sợ. Mình cũng đang mặc cái bộ vest màu trắng à. Đấy, hiu hiu gì ta. Trời, phải ghi như hạch rồi anh em ơi, khó phết. Rồi pha ghi không ổn rồi, biết gì pha ghi đạn thôi. Pha ghi đạn thì nó dễ nhìn hơn. Đó, pha ghi đạn thì nhìn được cái đường đạn đạo nó dễ hơn. Đi ra. Chỗ máu em nhiều ơi, nhiều vô mấy anh ơi. Đừng có biến hình nữa. Bắn đi. Bây giờ mình có 3 viên đạn, lấy vô thì nó lên 4, lấy cái nữa không biết nó có lên 5 hay không. Tìm trên hả?
Cái con nhóc đó tôi nghi là con boss cuối đó, hoặc là một cái thế lực siêu nhiên gì đó. Dừng lại đi, mày thì không hiểu cái gì cả. Cái năng lực siêu nhiên này là cái gì? Tôi nghĩ nó là hình như clone ra nhân đôi hay gì đó. Hồi nãy là một xe lửa, bây giờ nó nhân ra hai rồi. Tao đã nói với mày rồi, làm chủ có thời gian. Bắt đầu tôi thấy cướp cướp rồi đó nha. Thằng này cầm súng phải không? Chỉ được có 4 viên đạn thôi nên mình lụm như si súng thêm thì cũng không có tác dụng gì cả. Chào cháu, cháu ảo ma quá đó nha. Ơi rồi, rồi mày đến sớm rồi đấy, tao đã hoàn thành công việc chuẩn bị rồi. Tôi muốn trở thành như bạn hoặc là ảo ma, đừng có đi đâu hết. Đó là bố của cháu à? Không, không phải bố cháu thì có phải là mẹ cháu không? Rồi mất luôn cái súng này. Ta ghi này khó phết á. Một cái đó. Thực ra mình cứ farm nút W thôi. Ủa? Nút W của mình đánh được không nào? Thôi thôi, nãy giờ không biết luôn á. Cái ông hướng dẫn game này thiệt. Nè, nó đánh được cái vali luôn. Thậm chí có combo luôn đó. Phá cửa, phá cửa. Tiếp thôi, chào anh thợ săn. Hồi nãy là anh gánh gỏi quá, em tha cho anh đó. Trời, nó ngồi xuống mình phi bài phi hụt không luôn. Rồi chạy đi ta đó. Bây giờ cái đòn combo của mình đã xa hơn, sử dụng nút F sau khi mà hai cái combo đánh hai cái F một cái bắt đầu con ngã lên đó. Mà có máu không anh? Phải gì chứ. Một hai ba F, một hai ba F, một hai F, hai F. Chào cháu. Bây giờ là cái thành combo của mình. Khi nó cộng dồn 5 sẽ tắt với nhau. Bắt đầu khó nha. Ăn hành đã mướt con mắt rồi. Bây giờ thêm mấy cái combo rồi Buggy nữa. Nó cho mình một đống súng là thấy có vấn đề đó. Bây giờ mình có thể đánh hai cái, lướt một cái và bắn ngay xuống. Khó nha, tại vì mình lướt là lướt ra sau lưng nó, nên mình bắn là bắn cũng hụt nữa.
Kiểu cháu, sao lần này cháu không nói gì anh vậy? Nói đây hả? Ai đây? Anh cảnh sát nào đây? Cái sinh vật bất thường ở cái ga tàu điện ngầm đó, nó thì đang ở cái đầu phương phía trước, bạn là ai? Tôi là người đã trò chuyện trên cái radio, nhớ không? Tôi nghĩ thì bạn đã nhận ra tôi rồi đó. Tôi là Eva. Gái hả? Anh là Adam này em ơi, chúng ta tạo ra một thế giới mới không? Thằng này nó sẽ kiểm tra mọi người đi qua cái chỗ này bằng cách thử cái phản ứng của họ. Sao không nói đơn giản làm việc với nhau thôi? Cần giúp đỡ một tay. Đây là con, đây là cái gì? Phải không? Em này thì vẫn chưa có con nha. Cô gái này trông là xinh đẹp. Rồi ok, từ từ. Tán tỉnh nhau một tí hả? Để điên trên. Cho mình đóng tiền 900 đồng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên một viên đạn độc. Cái này tới 5 lần. Lên viên đạn độc thôi. Bây giờ thì thấy cái khiêu này có tác dụng á. Tại cái súng của mình nó đút vô cái combo luôn rồi. Cháu ơi lại chơi với chị đi. Cái con này thì tôi có thể nghe thấy cái tiếng hồn đó. Tiếng hồn đó là trời ơi. Chạy. Cứu đứa nhỏ đi. Ai, ai. Rồi tưởng gì ba cái mu mành này. Nữa hả? Thôi mình bình tĩnh đi mấy bạn ơi, đánh đấm cái gì. Chạy quá nhanh luôn. Gì chứ? Ê. Rồi hơi thôi. Cái quái gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy cái sinh vật kỳ lạ này trước đây. Một cái hiện tượng gì, hiện tượng siêu nhiên trước đây thôi. Tuy nhiên là thấy cái bàn tay rồi, mắc gì phải hỏi nữa nữa. Đang nghiên cứu cái vấn đề này. Nó thì cái là biến dị rất là nguy hiểm. Sao nó bất ngờ teleport đến đây. Tôi sẽ chỉ mở được một cái cổng dịch chuyển thôi. Có cái gì hay điều gì đó ở đầu bên kia hả? Là sao? Tôi chưa từng bao giờ gặp một cái đặc vụ mà có cái siêu năng lực như thế này trước. Thằng này nó có chắc gì làm đời đai không? Ti đai hả? Ti đai. Ti đai hình như là cái biệt danh của mình chứ không phải địa phương gì đâu đó. Cái sức mạnh dị thường này gần như rất là vô hại. Teleport mà vô hại hả? Đứa nhỏ đâu rồi? Đứa bé có thể có một cái khẩu súng mà teleport. Nó chơi photo quá vậy? Con nhóc này nó chơi photo à? Tìm đứa nhỏ hỏi nó về cái súng thôi. Hàng gì mà hồi nãy mình chạy á, còn thấy nó đi trước mình không à? Chú thì chạy học máu mờm như cháu thì có cái súng bá đạo cháu giấu. Ôi ơi, niên nào nữa đây? Tóc vàng kè luôn. Ủa? Sao tự nhiên nó đơ đơ đó? Ủa không đánh nhau hả? Anh sợ à? Tiền bán ơi, cho mình tiền đi. Lấy tiền trước đã. Hãy máu tối đa. Thanh máu mình nó dài lên được tí xíu thôi. Bay mau.
Này cái gì? À, lên cái thang máy thôi. Mình... Ủa, cái ga tàu điện ngầm. Cái này hình như đầu ga phải không? Mình bây giờ đã học được cái chiêu mới, có thể pha ghi bằng cái đòn đánh màu đỏ. Mình không thể pha ghi cái đòn đánh màu đỏ thì đương nhiên là chỉ có thể né nó thôi. Nhưng mà cái dấu chấm than đỏ hay là con người nó hóa đỏ ta? Nó cho mình cái này là sắp đấu boss rồi. Ôi. Mấy anh cảnh trong này đô với gì đó. Đừng ở đây. Đây là khu vực mà Vector Arena là cái gì? Đấm nó không? Chọn cái này thì khả năng là đấm nó cút khỏi cái đường của tao. Còn chọn cái dưới thì chắc là dùng cái miệng lưỡi đi qua. Trời ơi, đấm nhau. Đừng có thử kiên nhẫn của tao, cút đi. Vậy đã. Phải nhìn cái quần màu trắng anh ấy mặc nha. Tôi nghĩ đây là cái người mà anh ấy nói đó. Không có thằng điên nào màu trắng, không có thằng nào mặc cái quần màu trắng như thế cả. Tôi nhìn thấy ra màu xanh. Anh em biết vụ cái váy mà nó có màu xanh với mà màu vàng đó không? Cái này nó đang chon chon cái đó đó. Bạn biết nó boss, anh ấy chắc chắn như cái thằng này thôi. Ok. Thấy chưa? Boss của mày đang đợi đó đó. Mình có vũ khí đâu mà bỏ lại. Thôi bỏ nó đi. Đỡ thằng nhằn. Rồi ok, vui chưa? 400 tiền mà tiền đâu nữa em ơi. Tí nữa thì tôi sẽ nâng cái này luôn. Hai cái bên đây thì chắc không nâng đâu. Hết tiền rồi. Rồi rồi. Chào mừng được gồng xanh. Tôi đã nghe về cái truyền thuyết của bạn rất là nhiều rồi. Gồng xanh là thằng đéo nào. Đối mặt với nhau rồi. Trên cái đường này à, có khán giả coi nữa. Chuyển thành game chết fighter à. Cái thằng quần trắng này không. Cho mày mặc nó như thế. Lấy cái phẫn nộ cho lên tiền cái đã. Có tiền mình nên lốc khiêu nhiều hơn là mình nâng máu á. Rồi rồi. Whistler. Coi kêu nó sao đã. Đi ra. Cái chiêu đỏ nó nhanh quá. Cái gì đây? Tôi đến đi giúp đỡ đây. Cầm lấy vũ khí nè. Đâu? Cái gì vậy? Nó qua phase 2 rồi. Sao mày dám mang vũ khí vào cái khu vực này? Ừ mà hình như mình chơi bẩn thiệt á. Tao đã trả một cái giá chưa? Chưa cái kịp đọc nữa. Trong phase 2 này nó dễ dễ làm sao thôi. Hay là tự nhiên do trình độ tôi nó tiến bộ. Bạn tiếp tục mà dẫm đất đi qua phase 3. Phase 3 này chắc bộ kêu nó ảo ma lắm. Bây giờ nó boost cái sức mạnh nó lên này. Dạ. Súng cho anh ơi ba ơi, súng súng súng. Ừ đúng rồi đó. Máu rồi. Có máu không E3? Rồi chết luôn. Trời ơi. Bắt đầu chua rồi nha. Rồi biết kêu mày rồi. Thực ra cũng đơn giản thôi.
Cái chịu hút nó nhanh quá à. Tiếp phản ứng kịp. Hết máu rồi. Trời, chơi hơi dơ một tí, thông cảm. Bạn thấy thế nào? Không, mày không thể đâu, điều này không thể xảy ra với thế giới của tao. Nó lại rớt vô mình hai cái món đồ gì đây. Tăng cái vũ khí cận chiến của mình lên. Ok, còn cái này. Đây là cái khẩu súng siêu năng lực dị thường. Nhấn nút đúp và giữ chuột trái. Giữ nút đúp và nhấn chuột trái nha. Sẽ bắn vào một cái gì đó. Ngon. F E. Cái trận chiến đấu rất là mãn nhãn đó. Một cái mà thằng biến dị nó đã nằm xuống rồi. Cái thằng đó thì nó biết tao là ai rồi. Whitline nói chuyện với tôi giống như là anh ấy đã biết về tôi. Thì anh em nhớ cái đoạn đầu tiên trên cái chiến xe lửa không? Có cái thằng mà đặc vụ da nâu nâu tóc bù xù á. Nó nói về cái vụ mà cái khiêu của nó du hành thời gian. Nó còn chửi mình không biết cái gì nữa. Nên khả năng là mình đã tương lai đó mình quay lại cũng đánh lại thằng đó một lần đó. Giờ anh ấy gọi bạn bằng cái tên tồi tệ đó là cái tên gồng xanh gì đó. Hay là quần trắng gồng xanh chứ. Đó là tên thật à. Có thể là tên thật. Đùa tí thôi. Cái thằng đó nó bị khùng thôi. Nó gọi tất cả mọi người trên cái đường phố bằng cái biệt danh kỳ lạ. Whitley. Tôi cần giúp đỡ nhanh lên Whitley. Anh ấy nghe là như một cái biến dị gì nữa à. Sao mà cái thế giới này thì đâu không gặp biến dị cho anh chị. Rồi ok. Đi đây, nói chuyện với sếp đi. Và tiếp tục mà đi bêm cái thằng biến dị thứ hai. Rồi game này chắc tôi chơi đến đây thôi nha anh em. Ít tiếng nữa thì kiếm thêm cái game gì đó. Về căn cứ rồi mua đồ shopping cái đi rồi nghỉ. Đây. Sếp ơi, thưởng tết cho em sếp ơi. Anh sếp này đúng là cũng có vấn đề dữ rồi đó nha. Bây giờ tao chỉ còn một nửa kích thước của mày thôi. Little chép. Ủa chép này hình như chép nữ hả? Tè lên chép. Em thích thì cái kiểu chép này cũng hơn. Chắc là phẫn nộ hoặc là buồn nữa thôi. Mày muốn chết à? Cút đi làm việc đi. Đi đánh robot đó là nhận diện cái thằng nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, chắc hôm nay nghỉ ở đây thôi nha anh em. Ủa con robot mình mua đồ đâu ta? Con Gobo shopping đóng tiền rồi. Rồi tôi ra tôi giúp bà quay cho anh em con game này luôn. Ngày hôm nào có thời gian rảnh thì chắc sẽ chơi tiếp đó. Tí nữa thì tôi tính kiếm thêm một con game nữa. Dạo này nhà mạng Viettel nó chặn mạng mình đó. Nhưng anh em phải cài cái này vô để mới vô được tiêu quýt nè. Còn anh em là không có cái này là Viettel nó chặn tiêu quýt của tôi mất tiêu rồi. Nên bây giờ tôi giúp bà quay cho anh em luôn nha. Chắc là dẫn thêm bạn rồi. Đây sai của tôi đây, chúng ta sẽ ghép vào quay từ từ đã, che địa chỉ email của anh em lại. Rồi ok, lần này chúng ta có 22 người chơi, nhưng mà ghép vào quay kiểu cũ thì mất thời gian quá, nên tôi sẽ lấy là 22 người quay 11 lần. Well. Coi có ai điền hai lần không gái nữa. Mấy anh điền này nguy hiểm lắm. Đa xích à. Tôi chưa tưởng David bây giờ hình đa xích rồi hả. Nobiku, Otogoma, Cyber gì đó. Ủa sếp sao ta. Chuột, Super Canai, Thắng, Béo, Lù Bị, David, Nut Magic, Sinh Siêu, Một Cục Đá, Một Cục Tạ, Forever, Kinat, Nobiku, Gà Vàng, Otogoma. Đa số là những cái tên quen thuộc, cái thanh niên này mới. Rồi bây giờ random, ở đây chúng ta có 21 người, thì chúng ta vẫn chơi cái lực như cũ. Not bad.
Đây là 21 người của chúng ta. Nên bây giờ sẽ chơi là quay 11 lần. 10 lần đầu thì tăng ghét là 11 win luôn. Rồi, ok nha. 10 lần đầu là tăng ghét thôi. Mỗi lần thì vô cái tên anh em thì anh em sẽ có tăng tỷ lệ lên gấp đôi lần quay thứ nhất. Ủa bây giờ có nhạc đó hả? Gà vàng. Thanh niên này gà đỏ với gà vàng vậy nó. Gà vàng là ăn phát đầu tiên rồi, bây giờ gà vàng đâu vậy? Chả cần biết gà vàng ở đâu đâu, cứ thêm gà vàng rồi số 1 cũng là đường quay số 2. Đeo 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 đeo. Cho tự nhiên bây giờ mà quay nó ra audio gì? Đâu ta? Đây phải không? Cứ tầm sai phải không? Đây, random music. Rồi ok. Thời gian quay là 5 giây thôi. Phát cuối thì tôi cho lên 30 giây luôn. Số lượng tên hiển thị trên cái dòng này 1.000. Ok. Chúng ta có đeo 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 là số 2. Bây giờ số 3. Lưu Bị. Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi gì, Trương Phi gì đâu hết rồi. Rồi, xào bài một tí cho nó lên. Thấy hên. Béo. Béo khỏe, béo đẹp. Ăn sô-cô-la nhiều là béo thiệt đó nha. Năm nay Tết âm lịch chúng ta là ngay cái đợt mà Valentine cho anh em ăn sô-cô-la luôn. Một cục đá, một cục tạ. Một cục tạ số 5. Chút chút à, tí ép cái kia rồi. Rồi sao bài. Này là cái quái gì đây? Sao bài rồi tiếp. Tới số mấy rồi ta? 6 không? Nobiku. Ông Nobiku này lần trước cũng mém nữa ăn giải hay gì nè. Nobiku là số 7. Nobita lớp 1A là 7 tuổi đúng luôn rồi đó. Đà xích chứ không phải đà vít nha. Xích số 8, số 9 là ai? Rồi tới phát số 10, phải phát 11 ăn luôn. Miếng béo này bắt đầu ăn tỷ lệ lên hơi bị nhiều rồi đó. Rồi phát số 10. Thành viên mới của chúng ta tên là Súp. Súp lơ xanh. Rồi lần thứ 11 này là ăn luôn nha. Để tôi tăng thời gian nó lên tí cho anh em hồi hộp 30 giây đi. Thôi như cũ, lực như cũ. Lần thứ 11 win luôn. Coi ai là người chiến thắng hôm nay. Thì tôi giúp ông quên game hồi nãy đưa chơi cho anh em luôn đó. Có gì ai nick cho team nha. Thì tôi gửi qua mail. Quái gì đây, phụ đề gì nữa. Lưu Bị, Kina, Cục Gạch, Thắng, Chuột, TFKK, Béo, Island One, Forever You, Cyber Canine nữa à. Xin siêu rồi, liệu có lên Lưu Bị không? Rất tiếc. Trên lên Lưu Bị lên một khúc luôn kìa. Rồi, chúc mừng thanh niên Lưu Bị. Thanh niên này hình như lần trước là có trúng mấy game rồi hay gì đó. Gà vàng, Happy, Nobiku, Suppler. Hình như là 2023 thì phải. Lưu Bị nhớ ăn giải lần nào chưa ta? Ủa? Cái này thì tôi chưa chơi giải hả? À không không không, nó bên đây nè. Do mấy cái này trùng lại. Từ cái này. Gà vàng cũng ăn giải rồi, Nobiku cũng ăn rồi luôn. Minh Chiến thì hai phát liền luôn. Đợt đó thì không có game nào hết nên tôi đem con game của tôi ra cho anh em. Rồi, là chúc mừng thanh niên Lưu Bị lần đầu tiên là trúng giải nha. Chúc mừng anh em 2024 Lưu Bị. Ok. Rồi. Game này tên là Anomancy gì đó. Thì tôi sẽ add nick cho team anh em rồi gift qua bển. Giá game thì cũng hơi chua đó nha. Nên từ từ tính, đợi sắp Tết thì tính. Bây giờ cũng đang hơi sớm nên anh em đợi tí tôi kiếm thêm con game nào chơi nữa.
Hình như có một con game mà dạng bullet hell thì phải. Cái site này tôi không mở lên cho anh em coi được, đợi tí xíu. Dạo này dev gửi cũng hơi nhiều key. Con of Sentinel nè. Đây. Để em đợi tôi lấy key game này chơi luôn. Game này đến từ là A17 game. Game tên là Con of Sentinel. Game này đây. Con of Sentinel giá 5 đô trên Steam, 58 đánh giá rồi. Game này ra mắt vào ngày 12 tháng 1, là cách đây 2 tuần. 2 tuần mà được cái lượng đánh giá này vô một con game bên lết theo đang early access là rất thành công nha. Chúng tôi có kế hoạch thì sẽ hoàn thành cái giai đoạn early access này sau nửa năm, tức là tầm tháng 7 á. Thì cái phiên bản đầy đủ này sẽ tăng giá nha, nên anh em thấy con game này hay á, bây giờ có thể mua ủng hộ dev luôn. Game đang rất là rẻ, chỉ có 73.500 thôi. Thì vài bữa nữa là tới đợt khuyến mãi, là hình như mùa xuân hay mùa thu gì đó, xuân hạ gì đó, xuân hạ thu đông gì đó, thì giá này sẽ giảm tiếp thôi, 20%. Giá này chắc anh em bằng 2 buổi ăn sáng là chứ gì. Đây, tôi lấy cái kia rồi. Đợi tí xíu, trong lúc tải thì chúng ta lướt qua cái trang trang phép họ. Đây, game rất là thú vị nha, chơi chưa được tiếng nữa. Nhưng mà đạt được 5 cái thành tựu anh em thấy chưa? Mà mấy thành tựu này phổ biến không? Đa số người ta đều đạt được hết. Game này hỗ trợ cái tay cầm Xbox của bạn. Roadmap của game này còn khá dài á. Mấy cái này thì đạt được với 9 cái thành tựu ẩn nữa. Quên 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 quên. Rồi, này, nó vô danh sách ưa thích. Nạp vô, new game. Bây giờ chúng ta đến với con học Sentinel. Fresh take on the road, Alexander. Tiếng gọi của lính canh à? Tiếng gọi của cảnh vệ, nó không phải gọi là tiếng gọi của lính canh được. Game này khoảng 1 GB, nặng hơn game nãy tí, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn rất là nhẹ thôi. Coi thử cái trailer game sao ha. 57 giây nè, trailer nãy cũng mà 51 giây rồi. Đồ họa này thì chắc là con binh lết heo thiệt rồi, nhưng mà FPS rất đẹp nha. Sử dụng cái sức mạnh nguyên tố của bạn. Mấy cái animation này nhìn đúng đẹp luôn á, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Army Evil. Cái mà cái voi này lồng tiếng nó không có hùng hồn cho lắm, kiểu nói là hơi nhẹ nhàng luôn á, hoặc là họ thiếu cái âm bass nên tôi nghe cái mà voi nói nó khá là hiền từ. Đấy, Call of Sentinel nè, là một cái game hành động thú vị, nơi mà mình sẽ thách thức những cái ác thực sự, những trận chiến thực sự hoành tráng đang chờ đợi bạn, với vô số những kẻ thù đa dạng và những tên trùm cực kỳ mạnh mẽ. Game này giá rất là rẻ nè, gần đây này chỉ mới phiên bản 0.3323 thôi. Add thêm cái độ khó gì auto tách cái vũ khí mà mình không cần phải giữ nút cũng được. Game binh theo thì chúng ta tập trung vào cái yếu tố di chuyển là chính, di chuyển né đạn. Bây giờ bản cập nhật này nói chung là cũng khá nhiều đó, tối ưu cái CPU đó. Game này mà thì chắc cũng nhẹ thôi, chắc chơi đua 2 core, đua 3 core thì cần gì CPU nữa anh em. Con máy của tôi bây giờ nó khá là cùi bắp rồi. Rồi, vô game thử coi sao. Con lập Sentinel. Phiên bản Early Access vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 luôn. Đại của một con game của Unity nữa. Hy vọng con game này có vi sim. Không có vi sim rồi. Không có VC này, FPS nó gì nè. Đây 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 đây. Đó, sao lại 30?
Có thể là do ở cái menu này nó 30 thôi, tí nữa vô game nó có thể tăng lên 144 á. Ngôn ngữ chạy ở cánh nền ok, graphics show. Cái này là điều hướng này áp dụng. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ cái Coin of Sentinel ở phiên bản áp sát. Chúng tôi đang làm việc rất là chăm chỉ để mang đến cho bạn một con game đầy đủ với những rất nhiều cái bản cập nhật và cái mà hỗ trợ dịch thuật chất lượng hơn, tham gia những cái cộng đồng của chúng tôi ở đây. Cái background này cũng khá đẹp nha, tuy nhiên nếu anh em mà đầu tư thêm làm mấy cái ảnh động rồi nữa thì rất là chất lượng luôn á. Hear the call, champion. For the Guardians summon you. Nghe theo cái tiếng gọi thì những chiến binh vĩ đại, người hộ vệ của những cái bức tượng như đó chưa kịp đọc, một lần nữa đã đẩy lùi được cái quân địch, đã đẩy lùi được cái bọn ác quỷ, giữ lại cái nền hòa bình cho thế giới. Seeking to summon a vile dark deity. Evil cannot go unpunished. Embark on your journey, champion. Thì đẩy nó xong rồi thế nào nó cũng chui lên lần nữa để chúng ta đánh nè. Rồi hết, rất là đơn giản vậy đó hả? Rồi, chúng ta lại đấm nó tiếp thôi. Game này nói chung là UX/UI khá là ngon đó. Đó, 144 FPS rồi. Chiến binh thực thụ đã gục ngã rồi, bây giờ đến định mệnh của bạn. Mình sẽ cầu nguyện những cái bức tượng này lấy năng lực của họ. Bà này chắc bà mệnh hỏa rồi. Tôi đã sẵn sàng, bắt đầu cái bài mà huấn luyện đi. Nhấn nút tab để mà cái đoạn hội thoại này. Nhấn nút tab sau khi cái cửa sổ này kết thúc. Vũ khí thứ nhất tự động đánh. Thiệt, nó nhảy 30 xong rồi, 2. Hòn để auto attack. Hòn để auto attack. Cái này là né di chuyển, cái này có ngắm nữa hả? Ủa? Auto attack thì bật đi. Thôi bận luôn đi, không cần tắt đâu. Auto arm. Auto arm thì tôi sẽ arm mà thủ công. Khá đơn giản à. Không thể đâu. Bây giờ mình học cách để sử dụng mà sức mạnh của mình đó. Tiếng game vẫn hơi to. Nên tầm này được à? Cái gì đấy? Rồi làm thử cái chiêu gì là mình chạy ra. Chấn thủ trong cái tòa tháp này 7 giây. Giống game thủ thành quá hả? Khi mà quân địch bị kết liễu á, sẽ tạo ra một cái lưỡi kiếm nữa, lan lên đến 3 thằng. Chạy chữ chạy nhanh nhanh dùng cái anh ơi. Rồi mình có thể nâng cấp lên rất nhiều lần để cho nó cộng dồn cái sức mạnh mình lên. Tiếp tục 10 phi si là sao? Trong cái phạm vi này tiêu diệt 10 thằng, tức là phải để nó lại gần. Thất bại. Mình chỉ được chọn cái này thôi. Cái hút máu của lưỡi kiếm của mình sẽ cộng dồn lên đến 4 lần. Nếu không thể hoàn thành được mà cái nhiệm vụ này á, bạn chỉ nhận được một cái lời cầu nguyện để lựa chọn thôi. Nếu hoàn thành thì mình có thể chọn được 3 cái không chừng. Sau game này cảm giác cái tiếng nó ngày càng lên chứ ta. Đầu cái gợi ý ở trên này, khi mình nhận được cái nhiệm vụ gì đó. Né tránh 2 lần, còn được cái búa rìu này nữa. Nhận được 7 lần cái lời này nó sẽ lên cái gì đó. Thôi 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 được rồi.
phá cái portal này. Như một con rồng, sau khi đáp á sẽ đẩy quân địch phía trước dùng cái thời thở của rồng. Đây là nguyên tố lửa của mình. Mỗi cái nguyên tố thì nó sẽ cho mình cái hiệu ứng đặc biệt gì đó. Như thế này à, ngon. Khoan 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 khoan. Cái này là cổ điển, còn cái này là tự động, mà cái này nó tự động âm thì khá là chán nha. Nên thử cái này tí đi, không ổn thì tôi thử qua cái kiểu cũ này. Cái kiểu mà đơn giản bên này, cái này là kiểu cũ. Nó dạng auto âm hồi nãy mà tôi chỉnh đó. Thấp 3 ngọn lửa, tay cầm nó gung quá. Phạm vi ngọn lửa của mình thì bây giờ đã tăng lên một tí. Con này đồ quả nó làm mà rất là chi tiết cẩn thận, nhưng mà nó tạo cảm giác gói nha. Sau khi giết quân địch thì có cơ hội triệu hồi ra một cái tia lửa gì đó. Upgrade hai cái mà Sentinel khác nhau á, lên level 3 mình có thể nhận vui cái sự kiện. Ok, dạ dạ mất một máu luôn rồi. Bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái chuyến hành trình đi. Chúc mừng cái nhà vô địch. Thành tựu đầu tiên, hoàn thành cái phần hướng dẫn. Hướng dẫn thì cũng tương đối cơ bản. Đền thờ hả? Cái quái gì đây? 0/360. 1, 2, 3. Chưa mở được cái nào cả. Trời, nó còn quá nhiều hệ luôn nha anh em. Cái này dạng như là mặt trời vậy đó. Cái này là bóng tối, cái này ánh sáng đi. Bóng tối, lửa, nước, mộc, hỏa, thủy, mộc. Tôi thì rất thích cái hệ mộc với hệ thủy. Nhưng mà như mấy con game thường thấy thì cái hệ quả nó luôn mạnh nhất. Lần này chắc vui thử hệ mộc. Chữ C vậy? À, C, Z lên xuống. Mình có ba cái loại vũ khí là búa, thương với mà dạng ghiều, thương với búa. Còn cái này là cái gì? Trời ơi, bảng xếp hạng có rất nhiều anh em nha. Chốt bảng là 3.600, đợi theo chiếm cái vị trí của thanh niên này. Gán tầm 4.000 điểm là vô được. Bạn bè tôi chắc chả ai chơi game này đâu. Có luôn nè. Cấm cấm rồi. Cái này là bộ giáp, giá 200 tiền. Không đồng, đi ra luôn. Cái này chắc mà 11 mình sẽ mở. Bây giờ vô nhận nhiệm vụ thôi. Tháp Happy City. Dịch thử cái đoạn này không biết được nữa. Em này là không dịch được rồi, nên bây giờ bắt đầu dùng mắt coi. Cái phòng chữ này khó đọc nha. Cái này là chúa giả nè. Em này là một tín đồ của cái thiên chúa giả. Nữ hoàng thì rất tuyệt vời, dẫn đầu cái đàn order của mình. Chả hiểu cái quái gì cả. Trời ơi, nó có ba móc à, normal, khó, cực kỳ khó. Dịch đếp gì đây nữa không? Cái con quỷ này nó là gọi là cái gì? Mạo chúa. Gọi là nó mạo chúa. Nó dẫn mình đi trên cái đường đường đó. Thì bây giờ mình phải chặn nó lại. Game này mà mỗi cái quét mỗi cái cam file á, mình có một cái đoạn cắt cảnh như thế này cũng khá là ngon nha. Nhưng mà cái ảnh nền này dễ dẻ thêm nhiều ảnh nữa đi, nhìn cho nó đẹp. Well. Is it really the champion of these great sentinels who has come to help some puny mortals? Too late.
My arms cannot be stopped by anyone. Em này sáu tay lắm. Nói cái giọng rất là chế giễu của mình, nhưng mà cái voice lồng tiếng của em này á nghe chất lượng hơn là cái voice hồi nãy, cái voice gốc. We'll see about that. Vẫn là hai này thôi. Con game này lướt nó hơi bị xa nha. Mọc 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 mọc. Giết quân địch thì sẽ hồi được tí máu hả? Có cơ hội hồi được hồn máu. Tấn công thì lại random lần nữa. Đi Adam và thua quân địch cho cái búa của mình. Không, cái này khá là cùi. Tôi thì vẫn muốn nâng cây búa đầu tiên lên mạnh mạnh một tí đã. Sao mà nó không tự động đánh ta? Nè, nó lại mất cái sếp này nữa nè. Này thì bỏ với chúng tôi này. Tăng cái tầm dash của quân mình không? Cái dash con game này quá là dài à. Sau khi mà giết quân địch thì sẽ tạo ra một cái đám mây độc nhỏ, gây thêm lượng đam và làm chậm. Đâu cái đám mây độc nào đâu. Kìa cái đám mây độc của mình kìa, ngon nha. Để giá đau vậy. Bảo vệ em này trong vòng 5 giây nữa. Em nó mạnh lắm nên chắc mình không cần đâu. Chiều nữa khi mà mình tấn công thì gây ra một cái mà đống lửa xung quanh. Cái này xuyên lửa luôn nè. Cái này ngon, cái này ngon hơn. Game này công nhận nó làm đồ họa là gối mắt thiệt. Đẹp thì có đẹp á, nhưng mà khá là gối mắt. Cái này vẫn là hồi máu á ta. Mình hồi nãy lấy điểm này chưa? Cái này lên bậc 2 nè. Khi mình chém nó sẽ tạo ra một cái đạn đạo dành những cho những cái tia độc này đó. Thì nó giống như đám mây độc vậy đó. Vẫn là gây độc và làm giảm quân địch. Quái nó đánh mình phát 3 đam luôn rồi đó nha. Bắt đầu mạnh hơn rồi đó. Giết 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 lẻ lẻ lẻ. Nó có 4 thằng đó. Xong rồi. Cái này toàn bộ 3 chiêu mới hết. Cái này khá là ngon. Mình để lại cái bích nhân độc ở phía sau. Cái này sau khi dash. Phi đao đó. The sentinels are strong. Cái thằng lính gác này rất là mạnh mẽ, không thể tưởng tượng cái năng lực của người có thể như thế. Hạ cung xuống và hạ cái thương xuống, tao sẽ để cho mày sống. Ủa, cái cây của mình nó phi tới, nó còn phi lui nữa. Vô đây bạn, vô đây vô đủ 8 bạn ơi.
Kill này kill mới nha. Khi mà tấn công á, với một cái phía nó sẽ tạo ra một cái tia điện tuôn được 3 thằng. Tấn công này sẽ đi đam 2 mục tiêu trên một cái đường đó luôn. Gây 2 lần á. Này thứ hai. Mấy quái giờ nó trâu hết đó chứ. Rồi, cháy lên, cháy lên. Vẫn là những cái kill đầu tiên mà. Giảm cái thời gian tinh đau. Lấy cái kill này đi, cái kill nãy là mình giật xét khi mà mình rút qua hai thằng đó. Còn mấy chiêu mới không vậy ta? Nè, khi mình lướt qua thì gây đâm giữa quân địch nè. Giữa hàng địch. Nhưng mà cái map này nó nhỏ xíu rồi đó. Cũng ổn nha. Còn gì đây? Phá cái cổng portal này cũng khá là đơn giản. Một hai ba toàn là kill một không à. Cái này xét đánh ngẫu nhiên gây đam cho quân địch trong cái phạm vi nào đó, khi mà giết quân địch thì có cơ hội mà tăng cái né tránh, tốc độ né tránh lên, thì vấn này kết hợp hai lần. Lấy cái này đi, đánh hai hit chém hai lần, chém hai lần coi như ít hai sức mạnh luôn rồi. Đánh 5 thằng này, 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng, 4, 5 đây, chạy đâu bạn? Thì đút đó. Thêm một cái tia sét nữa. Cái lúc mà có sét này cũng ngon đó chứ. Quái càng đông rồi mình càng thấy cảm thấy nó ngon hơn á. Cái vùng này cũng ngon nè, mấy cái map kẹp kẹp đó. Em này nó chơi hệ nước hả? Bảy giây. Nhiệm vụ khá đơn giản, đứng trong này 7 giây thôi. Cái này lên bậc 3 luôn, ngon. Lên bậc 3 thì nó biến hình, nó tiến hóa hay là cái gì đó. Em đã chơi mưa lũ đạn rớt xuống mình rồi kìa bẩn. Kìa bẩn. Ngon. Cái này lên được bậc 2 nè. Thêm một cái tia sét nữa khi mà cái giáo của mình nó quay về. Cái này đi, cái này tăng kill mới nè.
Cái này cận chiến hơi bị mạnh nha. Anh em nhìn thấy giết địch cái đầu nó xoay quanh mình cái lưỡi kiếm không? Thì mọc. Bảo vệ em này trong vòng mà 10 giây. Em đã trâu vết. Tăng cái thời gian mà tồn tại của đám mây độc này, tạo ra đùng cái mây độc đó. Bây giờ mình bắn ra sẽ làm chậm đuôi nó nữa, cũng ngon. Mình có thể tăng cái khoảng cách của cây thương của mình đó, bằng cách lúc nó phóng ra mình lướt đi. Ôi ơi, bên đây trời độc. Còn 2 giây rồi. Mấy quái trong này nó cũng tương đối đa dạng đó. Một vài con nó cận chiến nó lao vô mình cũng được. Trong này nói chung là ăn điểm đồ họa đó. Đồ họa thì ăn điểm là ngon rồi. Thường mấy con binh lết heo mà đầu tư cái nền tảng đồ họa như thế này cũng hơi ít. Nhưng mà đánh bao lâu mới xong cái đuôi này lắm. Nó thả con thú gì ra rồi. Đó, nó thả con boss ra rồi. Con này giống con nhân sư ha. Ủa? Mất máu gì vậy? Đau. Còn một máu à. Rồi. Tu Amo, tu là húp. Bây giờ mình nâng cấp có 300 tiền rồi nè. Cái này tăng tốc độ di chuyển 10%. 25 máu. Unlock cái nội tại là cái gì? Reset hả? Reset là chọn lại hả? Tăng tốc độ di chuyển đi, hồi nãy do mình đi chậm quá. Thêm một lần dash cũng được. Làm lại nha. Ngay cái đinh đầu tiên mà mình chết. Ngay cái đun đầu tiên mà vẫn còn ăn hành nữa. Thì thiệt. Con nãy là bùi tay dài đánh nó ngon hơn. Mình sẽ tập trung vào mỗi cây thương thôi. Chơi như game tay dài luôn đi. Hạn chế tiếp xúc quá nhiều nhất có thể. Trời ơi. Đã lấy cái độc rồi thì hồi máu đi. Hồi máu.
Qua đây bua tiếp siêu độc nữa. Bảo vệ dân làng, bảo vệ dân làng. Siêu độc này tiếp tục các năng cái cơ hội hồi máu luôn. Hồi máu luôn. Vẫn là gây thương thôi. Đây nào. Ghen đung cái tia sét trong cái phạm vi nào đó. Vui như tay dài luôn đi. Ôi, lửa 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 lửa. Quá nhanh luôn, 2 giây à. Phui lửa, phui vào cây thương. Tay dài on in. Không có chơi tay ngắn. Có hồi máu nó lại rớt cho mình cục máu. Không đầu hàng là chỉ giết em đó. Học. Chi thương của mình thì tạo ra cái vệt độc nữa. Ngon, làm chậm nó là đứng yên luôn. Không thể chạm vào một sợi tóc của anh được. Bắp ba ngọn đèn lên. Chưa kịp đọc nó là cái gì nữa, nhưng mà thấy nó hình gây thương duy nhất nên chọn đại đi. À, mình phi qua nó thì nó bị dính lửa luôn rồi. Ở trong phạm vi này 14 giây hả? Mình hồi máu là cũng quá là ngon nghẻ luôn nên không có lo mấy cái vấn đề đó. Sau khi mà dash á, quân địch nó gần bị gây đam, nhưng mà sau cái này nó lại dính vô cây thương đó. Con gì bự vậy kìa. Chết rồi, mình không có đam cận chiến nên phá cái cổng này khó lắm. Sau khi hồi máu á, sẽ gây một lượng đam ngay xung quanh nữa. Ok. Ủa, lượng đam hay là cái gì đó? Hay là cái vụ nổ? Ủa, còn con đâu vậy? Ở đây, đây, đây. Lấy cái chiêu mới luôn đi. Dash xuyên qua quân địch bây giờ sẽ gây đâm sét. Hoặc là thêm một cái tia sét nữa. Lấy chiêu mới.
nâng nguyên cái bộ thương không nè. Rồi thảo con Kiki cứ cưng ra đây. À chưa, cái đợt này nó mới bắt đầu cái chiêu mưa lửa hả? Gây đồng mù quân địch, gây yếu đam. Cái chiêu này để đánh boss là đúng ngon luôn. Hồi máu bạn ơi, hồi máu. Thôi xét đi, xét đi, vui thêm cái xét nữa. Vũ trụ quá luôn. Lướt qua quân địch gây đam. Ây da, đánh đau dữ gì ta. Dân làng chả mất được 10% máu luôn. Ôi lửa 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 lửa. Ok, còn đúng 3 giây. Khi một quân địch thì có cơ hội nhỏ tạo ra một cái cổng lửa. Ok. Mất máu nhiều hơn nãy nha trời. Tám chục máu hả? Bốn xét, bốn lửa, ba độc. Tao không lợi gần mày nữa đâu. Đến boss mà máu mình nó lại tăng lên nữa ha. Dạ, dạ, dạ. Bay lên đi, bay lên đi, mày bay đi. Nó đâu rồi? Nó bay lên nữa rồi. Mày bay hả? Mày bay hả? Mày bay hả? Chết rồi chưa? Trời ơi, con muỗi này. Còn đó một cái hả? Tính đâu con đó được chứ? Tiền nè. Only a cynical monster could raise a hand against my lady. Champion, I swear I will make you experience all the torture. Rồi, cứ thề thốt đi. Mình làm gì được nhau. Đây là xong cái nhiệm vụ của mình. Hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ về cái cổng của mình đã nâng cấp. Không, tôi muốn thêm cái này hơn. Tốc độ di chuyển 20% rất là ngon nha. Rồi sau đó mới tới cái này. Cái này chắc nâng đam rồi. Hmm.
Cái này chắc thêm tiền nè. Nhưng mà cái này vẫn ngon nhất. Không cái nào qua tốc độ di chuyển đầu game cho nó. 25 điểm, 25 điểm thì làm được cái gì? Mình đâu có được chọn lựa cái gì đâu. Vô đây chắc để coi thôi á. Vô đây chỉ để coi thôi. Coi mình đã nâng được những cái gì. Nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta đi đâu bây giờ? Để tiếp tục đuổi theo cái em này à. Everything within her reach was turned to dust and ashes, including her own kingdom. Beware, the queen is setting up an ambush. Turn her hordes into retreat and put an end to her schemes. Rồi ok, vẫn là đuổi theo em nó. Chỉ còn gì tận cái luôn. Cái đồ mạo thần. Excellent. These days, anyone can become a champion, even a fool. The bait works. Indeed. Rồi, ok. Today the vultures will feast, but not upon me. Hồi máu nha, hồi máu. Quái bây giờ nó trâu rồi kìa, mình đánh lần hết chết rồi. Còn đúng một giây luôn, hồi máu đâu? Đây đây đây, hồi máu đây. Mấy thằng cung thủ này là mấy thằng nguy hiểm nhất nè. Nó ngắm mình rất là chuẩn luôn nha. Sau khi quyết chiếc quân địch thì tạo ra cái cơ hội một cái pho tàu lửa nhỏ. Đâu? Pho tàu lửa nào đâu? Nãy giờ chả thấy ra pho tàu nào cả. Tiên 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 tiên. Đi giá. Chết rồi, còn cái ở đâu vậy? Ở đây đây đây. Chơi chui vô góc á, thì cái nó thẳng hàng hơn. Hồi máu nha. Chết rồi, kịp không? Vừa kịp còn 2 giây. Có cơ hội là mọc ra cái ghế giữ chân quân địch. Map nó bắt đầu nó rộng lên này. Tăng cái tốc độ làm chậm quân địch luôn đi. Để cho nó không có lại gần mình đó. À nó tạo ra cái cục lửa bay bay kìa. Đó, cái cục đó lao vô quân địch. Cũng được. I've never seen such a useless mob in my life. Chưa bao giờ tục mod như thế này trong cuộc đời cả. Thôi nó nhiều quá.
Ê, 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 da. Mất máu nhiều dữ nha. Nó còn tăng tốc chạy nữa kìa. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu kia. Tự nhiên là cái gió nữa rồi. Bây giờ tăng cái lượng đam lên nè. Cũng được. Mấy con này nó đeo cái cờ, nó chạy giống mà cái con gì trong Dota á. Con đỏ đỏ mà cầm cái chạy á. Bán máu à, để phá cái này rồi. Bây giờ mình không có đam. Thôi đam nổ đi chứ không có đam xuyên. Không có cái nào mới à, chỉ bắt buộc vô cái này á. Cái nào cũng không ngon cả. Tạo ra cái lưỡi đao xoay xoay xung quanh mình. Mà mình đâu có chơi cận chiến đâu. Chắc là bui theo cái đòn lát của mình đi. Để như khi mà mình lướt một cái. Dịch 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 đúng không? I'll deal with him later. Come, my loyal servants. Call him. Tam. After this, it will take half a day to shut the laser. Mọc mọc mọc. Để mọc. 10 giây trong chỗ này cũng được. Coi như là hạn chế mình xài cái dash luôn á. Chỉ cần không dash theo khu này là ổn. Đám mây độc hay là mát cái này luôn ta. Mát cái hút máu đi. Máu mình còn 50 rồi. Rất là đơn giản. Tăng thêm cái số quả cầu hay là tăng thêm cái cơ hội tạo ra một cái cầu. Hai này chắc như nhau thôi. Nè, tạo ra cái dũng lửa nè. Đút qua cái cột mà được không ta? Không. Lướt qua được mấy cái khu vực tẩm nữa thôi. Ây da. Đau quá, đau quá, đau quá.
thêm đam nữa luôn, thêm cái skill mới đây trước khi mình nâng cái skill cũ lên. Máu kìa, mất luôn cục máu ấy, thiệt con game. Hệ mộc, hệ mộc. Ổn máu quá. Méo ổn rồi. Tăng thêm mát cái điểm hồi máu luôn rồi nè. 41 máu phải không? Có thấy hồi méo gì đâu. Đi lụm tiền đó. Cho tự nhiên đem ghé trên đi ta. Xong con này chắc là có biến gì đó. Thấy không? Đánh dần đội trưởng hả? Đánh dần đội trưởng được cảnh vệ. Coi khiêu nó làm sao đã. Đông quá vậy. Nó có lại gần mình được đâu. Trời, lướt thẳng vô hai cục lửa nó luôn thiệt á. Mấy bạn lại gần mình chơi nè. Mấy bạn sao đứng sau vậy? Ngại hả? Ngại hả? Rồi bạn đội trưởng này đi luôn rồi, rồi ơi. Trời, đánh boss mà lại tăng thêm máu nữa. Rồi, thầy thốt tiếp đi. Quá đơn giản. Mình đã nhận được phần thưởng là cây búa. Làm sao để chọn được cái vũ khí lúc mình bắt đầu đó. Cái này là cái gì? Dạng như là cái thành tựu của mình coi thôi chứ nó không có mở gì đâu. Tôi mở thì một số khiêu mới thì nó hiện 31 trên 306 nè. Bây giờ chắc chuyển qua cây búa. Không chơi cây ghiều nữa. 1.200 tiền rồi. Ui. 600. Cái đòn tấn công mình tăng 15% đam. 15% rất là khủng khiếp luôn đó nha. Mở luôn cái giữa nè. Tăng lượng vàng 10%, quá cùi. Anh đốc cái hiệu ứng nội tại. Mình có thể mở phá cái tính năng là phá cái điểm cầu nguyện lại. Cũng được nha. Như hồi nãy tôi thấy hai cái hệ độc luôn rất là ngon á. Hết điểm rồi. Hình như cái vụ này là mình đánh luôn cái bà này đó. In her lair, she's confident that the victory will be hers. It's time to show her our true power. Đã đến lúc cho cô ấy thấy sức mạnh thế nào. Rồi quất, bây giờ bêm được chị rồi đó. Đợt đầu này chắc ăn hành thôi, xong đó về mình nâng cấp lên tí nữa. These belong to me by birthright, and I won't let anyone take them away from me. Do you have anything to say before your ignoble death? Sorry, but death is not in my... Ủa, mình không chọn được cái... Ờ, nó cầm cái búa hả? Không chọn được rồi.
Tôi muốn chuyển qua cái ghiều cơ. Tạo ra đám mây độc đi. Đám mây độc hay vẫn ngon hơn ở kia. Cái đám mây độc này đúng phế anh em ơi, sai lầm quá. Còn có 2 máu à. Hai con này đi chung thì đơn giản. Còn con đâu đây? Cái đám mây độc thì coi bộ cũng tương đối à, chứ nó không có ngon. Cảm thấy yếu à. Nó chỉ được cái phạm vi rộng rộng thôi. Chứ đam nó yếu xìu. Cái map này nhỏ xíu nên thắp ba cái điện thoại này nó rất là dễ luôn. Nó không có gói như cái map nãy. Mấy con quái này xuất hiện ra từ hư vô á, nó cũng có hiệu ứng đó nha. Làm rất là tốt á. Đó, anh em thấy là nó hiệu ứng xuất hiện của nó. Làm rất là ổn áp đi. Cái chiêu photo mà tạo cái cục lửa này nè rất là mạnh nha, nãy giờ để ý cái này nó gánh mình rất nhiều là nổ chết luôn nè. Mày thực sự nghĩ cái chuyện nó đơn giản như thế này? Hôm nay nó bắt đầu thả cầu lửa xuống rồi. Bây giờ đâu vậy? Mấy cái lửa này nó xây hình tròn á. Lên bậc 2 luôn đi. Khó nghe à. Bây giờ né đòn hơi bị mệt nghe. Ây da. Tốn máu quá không được rồi. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ây da. Ghi gon 50 tiền. Thôi. Một cái cột sét ở từ đâu đó hả? Ây da. Bây giờ không kịp cái nhiệm vụ rồi. Máu mất nhiều quá không ổn rồi. Trời ơi. Đúng là bán máu lấy nhiệm vụ thiệt á. Mình không lướt qua được cái lửa luôn nha. Nha, lướt qua vẫn mất 10 máu á. Rồi, hẹo luôn. Rồi, game khó bãi. 408 tiền.
Cái này 600 lần. Này chỉ tăng thêm tí máu thôi. Rồi để 600 mua luôn. Cái tăng đam bây giờ là cần nhất. Đổi qua cái búa. Cái vũ khí này vẫn chưa biết là cái gì. It's time to deliver a final blow. Mấy con game Goguelike mà nâng cấp sức mạnh như thế này thì bắt buộc phải ăn thành này. Ngon hai cái tay dài luôn hả? Bây giờ mình chuyển qua nâng búa, không có nâng thương nữa. Nó đu hay nó bung. Có búa không? Búa không? Đẩy quân địch. Có cơ hội tạo ra cái cột hồi máu nè. Thôi lấy cái này trước đi. Ý da, không có lướt qua nó được á. Sẽ nứt ra, còn cái này là tăng cái độc, phạm vi độc. Cho cái độc đâu. À, mình phải lướt qua nó nữa. Mày chạy kiều của Thor nè, tăng cái lượng đam lên, đánh quân địch á, đam thì không cần dữ lắm, xuyên qua thì gây một cái vụ nổ quân địch ở gần, cái này là đam nó đốt theo thời gian nè. Mày đánh phun lửa à? Cái này là cái dễ dàng nhất luôn á. Đẩy quân địch thì một đám mây độc gan một cái lượng giáp, không cần phá giáp quân địch gây thêm tí đam. Đẩy quân địch đi coi thử đẩy sao, đụng cái nó chết luôn rồi đẩy bọng gì đó. Cái này hai lần đáp thì mấy cái kêu mình bui theo cái hiệu ứng đáp rất là ngon ha. Còn bây giờ tôi chỉ có một lần đáp thôi nên cái hiệu ứng bui theo cái đáp này á không ổn cho mấy. Ủa đâu mình có hai lần đáp mà đang chém gió mượt à, nè có hai dấu chấm nè. Rồi ghét nhất là cái này luôn. Ây da, nó đau. Cái này rất là mạnh này. Mình cứ cuốn theo chiều lửa thôi, biết sao giờ. Né lên, né xuống. Né lên. Ây da. Cũng được. Ba quả cầu nữa à, đánh nó bay ra thêm ba quả cầu nữa cũng được, còn 17 máu à. Hao ngồi chết luôn.
thế quái nào mà nó giật máu nhanh dữ vậy ta? Ăn hành hơi bị nhiều đó nha. Hồi nãy đi xong cái này là cả ngàn tiền luôn nè, bây giờ đi lại cái này lần nữa đi. Mình farm tí tiền nữa đó. Chịu nhục tí đi em ơi. Đi cái này farm tiền lần nữa. Phải dụ nó vô đây mình giết nó mới được nha. Cũng được. Nổ đam. Lụm tiền, lụm tiền. Thằng này bắn cung hả mày? Tăng đam luôn. Mày tăng cái xiên lửa đi. Nổ ra lửa khi mà lần đầu chạm vô quân địch. Ừ rồi. Cũng được. Ngon đó chứ. Cây búa này là nó không có xuyên qua quân địch nha. Còn cây thương của mình nó xuyên qua thì nó quay về lần nữa. Nên cây thương mình lấy theo hiệu ứng mà đòn đánh nhiều lần. Còn cây búa này nói chung là dồn đam quất vô một lần thôi. Cảm giác mình mạnh vãi rồi luôn á. Này nó xa vãi vậy. Nhưng mà nó vẫn rất là dễ. Nổ đam thôi. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Đó, đứng dán đầu ra đây. Có nhìn thấy chiêu để néo à. Tăng thêm cái phạm vi nổ, tăng thêm cái sức mạnh đòn đánh thử này. 13 hả? Lên được 16 vậy là nó tăng thêm khoảng 3 trên 13 điểm, tức là 25%. Là cũng nhiều phết đó chứ. Đổi mấy thằng cái là xong. Gây ba quả cầu lửa thì không ngon cho lắm. Đào quái đông cái đó mới ngon. Trời, hai cái chết anh thằng.
Mày tăng tốc hả? Mày tăng tốc hả? Cây thương thì không, cây búa thì không quay về như cây búa của Thor, nhưng mà cây thương nó lại quay về. Cái hiệu ứng đẩy lùi thì cũng chả ngon mấy luôn. Nổ đam nè, nổ đam nè. Da nó trộn mình 4 máu nữa. Rồi có cục máu này à. 2 cục luôn. Tăng thêm cái đâm độc. Trong lúc đá thế thì sẽ xuyên qua độc đó. Tăng thêm đâm độc đi. Thực ra đâm độc mình bôi với cái cây thương á nó ngon hơn á. Bôi với cây bên trái nè. Xong cái đợt này chắc là quái nó ra. Đây, thả mấy cảnh vệ ra đi. Đây đây đây, cảnh vệ đây. Con này có vẻ khác nãy ta. Hit đã chết rồi. Trời ơi, con mũi. Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Còn con đó nào? Còn con đó nào? Ơ? Xuyên qua luôn hả? Không, nó chỉ nổ đam mà giống như cái kia thôi. Cái búa mà nó thêm được cái hiệu ứng xuyên thấu thì đúng là ngon quá. Nãy giờ vẫn có 200 tiền à. Cái lửa nào nó cũng mạnh với anh ta. Nhìn thằng này giống Thanos quá đó. Giống Thanos mà đeo cái găng tay vô cực á. Nó cứ hút 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 vô mình à. Đủ đam rồi. Vừa đủ luôn, còn một giây. Thôi bùi cây thương vẫn ngon hơn bùi cây búa anh em ơi. Bùi cây thương vẫn ngon hơn. Cây búa này nó chỉ xa hơn chút à. Vô mấy cái phạm vi ngắn ngắn là hết à. 3 thằng hả? No way. Cái búa này nó khó chính xác lắm.
bị thương đó, thì mình còn cuối còn quay về được. Đi ngay cái đường thẳng rồi lướt qua một phát là xong. Gây đam liên tục luôn. Nè, đứng ngay cái đường thẳng là lướt qua. Gây cái đống đam luôn á. Lướt lại nè. Lướt qua cái nữa nè. Đó. Lướt phát nữa. Chứ đợt này đi ít tiền hơn nãy nha. Đợt nãy đi tới 1000 mấy tiền rồi. Đợt này đi ít tiền quá. Được có 900 mà. Thưởng người búa, có người búa rồi mà. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Tôi vẫn chưa nghĩ là mình có thể ăn được nó đâu. Ăn được nhưng mà ăn thành á, không phải là ăn được nuôi nó. Thế này chuyển qua bui sét nữa hả? Bui lửa với sét. Tập trung vào né chiêu đã. Cái này ngon nhất nè. Bùi ánh sáng thử. Bùi cái chiêu ánh sáng gọi là chiêu sét á. Mất 2 máu rồi. Đây 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 đây, giảm kinh đào là gần như tăng trực tiếp cái sức mạnh của mình đúng không? Ê, 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 trời ơi, né. Bây giờ mình ném cái búa, nó tạo ra cái vết nứt trước mặt nè. Cái vết nứt đó thì gây thêm đau. Lát giờ để lại cái đường lửa cũng được. Đó. Cái map này nó tương đối nhỏ nên đát để lại cái đường lửa thì nó cũng ổn á. Có điều không bôi độc thì thiếu hồi máu với thiếu làm chậm quá. Rồi chuẩn bị ra cái quả cầu lửa xây xây rồi. Ghét nhất cái này luôn. Không biết cách để phòng thủ làm sao. Tăng đam hả?
Tập trung né chiêu thôi, đừng có làm ba cái gùi bu khác. Dạ dạ dạ. Đá thì để lại cái độc. Không, không có chơi đẩy quân địch. Ê, né. Né. Đau quá. Không kịp rồi. Né chiêu là không kịp gì cả. Ôi 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 ôi. Trời ơi, khó gì sao mà chơi. Trời ơi, khó quá. 400 tiền à. Thôi nâng cái nghỉ ha anh em. Ai chơi tiếp. Cái này tăng thêm tí máu, còn cái này thêm được cái lock cái mà reset, nhưng mà nó lại tốn tiền quá. Cái này phải gán nâng thêm một lần dash nữa mới được. Để mấy cái kill dash của mình nó ngon nghẻ. Rồi, có thời gian chơi tiếp game này. Lỡ ghép away cho anh em này, ra ghép away thêm cái nữa cho anh em luôn. Đây, vẫn giữ như cũ nha. Hồi nãy ai chiến thắng gì ta? Hồi nãy người chiến thắng là tên gì để từ từ nhớ lại. Lưu Bị. Lưu Bị nè, Lưu Bị ba nè. Lưu Bị nè. Rồi, bây giờ người chiến thắng thì tôi đưa cái phần quà mới luôn. Là Xbox Game Pass. Cái này thì bên Xbox họ gửi cho tôi giveaway một vài cái kia á. Có cái Xbox này á. Thì anh em sẽ được mà chơi cái con Fan World và rất nhiều game nữa. Chơi được trong vòng một tháng luôn nha. Anh em nào chưa biết cái Xbox Game Pass là cái gì thì có thể đọc qua bài viết này. Tôi có đăng trên web á. Dịch vụ này là cho phép người dùng thử qua các trò chơi trong vòng một tháng và quyết định nó có gia hạn hay là mua luôn cái trò chơi đó. Hết một tháng anh em có thể gia hạn thêm giá 60 ngàn nữa. Là chơi được rất nhiều game như thế này trên đây luôn nè. Vanquer, Resident Evil, Tunip Boy, Gobo, West Wulong nè. Là những cái tên rất là nổi luôn. Ở dưới này cũng vậy luôn. Toàn là những cái tên rất là nổi tiếng luôn. Ngoài ra còn có một số game độc quyền trên nền tảng EA với mà Sega nữa. Như mấy con mà Persona hay là Yakuza là cũng lên hết. Nè, thậm chí anh em có thể trải nghiệm một vài tháng mà cái con Fan World rồi luôn. Đây, nó đang chỉnh trệ trên đây. Ở Việt Nam thì anh em có thể mua nó với giá 59 ngàn. Còn như tháng đầu tiên để trải nghiệm á. Trời ơi, 24.500 anh em đợi tí tôi sửa nè. Thiệt. Công cốc này đọc chữ mà ghi cũng tầm bậy nữa. 24.500 nha, chứ không phải 29.500. Đây, F5 lại, đó, 24.500 như cái này. Con game trên đây rất là đa dạng luôn. Tương lai sắp tới anh em có con Gotato nè, Persona 5 Gilot nè, với Senu Hellblade. Game này thì đồ họa nó cực kỳ đẹp luôn á. Thậm chí là những con game cũ anh em có thể chơi qua nè, rất nhiều game nữa. Đây là cái gói game phát tôi tặng cho anh em thì coi như là chỉ giá 60 ngàn á. Đây, dưới bộ quay. Vẫn là những cái tên này nha. Thì quay thêm 10 lần nữa. Vẫn là quay 10 lần, lần thứ 11 ăn luôn. Thì để tăng cơ hội thì tôi vẫn giữ những cái anh em cũ có số như thế này. Rồi, bắt đầu lần quay đầu tiên. Quên chỉnh cái thời gian rồi. Kể lần đầu tiên với lần cuối cùng 30 giây thôi. Đeo không? Hay là đa xích, hay là béo? Béo, gà vàng. Lên béo không? Không, vẫn là gà vàng. Gà vàng này chưa có béo. Gà vàng này là lần thứ 11 đúng không? 11 đi. Để tôi kích tầm nó lại.
5 giây thôi. Thì lần thứ 20 ăn hết, lần 21 ăn luôn. Xin siêu. Xin siêu này số 12. 08 thì còn thêm số 12 nữa. Béo, béo này nãy giờ vô rất là nhiều nha, nhưng mà vô nhiều thì nó vẫn tạch thôi. Béo 13. Tiếp tục chúng ta là random. Chào mừng anh béo của chúng ta. Béo khỏe, béo đẹp, Kinat. Kinat lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng luôn. Kinat đâu rồi? Đây. Kinat là 14. Quay kiểu này đi cho nó nhanh, kiểu kia tốn thời gian quá à. Lâu lâu cái dịp gì đặc biệt thì mình chơi cái kiểu kia. Đà xích. Đà xích 15. Bắt đầu mấy anh em đánh số là tỷ lệ nó lên cao rất là nhiều đó. Kinat nữa nè, đó nhân phẩm thanh niên này đang cao về vợ rồi đó. Nhưng mà tí nữa cũng tập thôi. 16 luôn, random. Kinat nữa. Phải. Kinat 16, 14, 15, 16, 17 luôn hả? 17 nè, 16 trên đây nó nè. David. Test video 18. Rồi random 19, 20 và lần thứ 21 chúng ta sẽ ăn. Đây. Đà xích. Đà xích này tới mấy rồi ta? 19 phải không? 19. Có 18 chưa? Có 18 rồi, 19. Đa xích này là 19. Bây giờ lần thứ 20. Kinat nữa, tôi thấy có điểm cho thanh niên này dữ rồi đó. Nhưng mà vẫn xịt thôi, yên tâm. Thanh niên nào nhân phẩm cao quá, rồi lần này ăn luôn nha. Cái tầm sai, đẩy lên 30 giây cho nó thú vị. Hay, gần đúng. Quất. Nhìn cái này nó chóng mặt chứ thiệt á, ảo ma quá luôn. Đa xích, thắng, đa xích, xúc, gà vàng, sinh siêu, đa xích, Kinat. Đất ma gích, ma thực đen, lên Kinat rồi, hai Kinat ở đây là thanh niên nào ăn thôi. Qua Nobiku không? Nhỏ vãi, thanh niên Kinat. Ôi ơi, thanh niên Nobiku này lần trước hình như ăn giải rồi nha. Không thể chấp nhận được. Coi lại. Nè, lần trước cũng thanh niên nằm giải nè, thiệt. Lần trước là thanh niên này đáng lẽ là chết rồi đó. Nhưng mà sau đó lại đội màu sống dậy là thắng luôn. Lần trước thì chơi kiểu này nó hơi lâu. Không với không bằng nhau. Bằng... Ừ. Thanh niên này lúc đầu chết nè. Sau này đội màu sống dậy. Đó, đội màu sống dậy với 6 tim luôn. Trước đó vài giây thì vẫn còn đang chết. Đây, lúc này vẫn đang chết nè. Chưa nữa hả? Đó, thanh niên này chết một lần rồi đó. Nhưng mà quay quay sau một hồi để được tem nó hồi sinh. Được thanh niên lo mo này hồi sinh lên nè. Rồi xong rồi cuối cùng ẩm giải luôn. Còn lại trận solo. Đợt này lại ăn tiếp một giải nữa hả? Trời ơi. Để ghi lại, để hồi trao giải cho nó đúng. Đây, Anomi again. Là tặng cho bác này. Bác Lù Bị. Lù Bị hồi xưa mà ta mất trí rồi. Có đi đặt mấy cái đó không? Nobiku. Tối quá vậy? Tươi sáng lên. Tối như tiền đồ dị dầu vậy. Rồi, cái bóc game phát này tôi còn nhiều lắm, nên sắp tới sẽ giúp bộ quay cho anh em thêm vài lần nữa, thoải mái luôn. Đợt này thì hơn 20 người tham gia nên trao hai giải. Nên 11 có thì tôi làm thêm. Rồi ok, bye bye anh em. Hôm nay chơi hai game rất là thú vị nha. Còn nào cũng muốn chơi thêm hết nha. Có thời gian đi rồi tính tiếp.